chương một nổ tung bắt đầu ta là khăn vàng một tiểu binh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bùng lan một tiếng lưu nguyên trực tiếp bị một đạo bay qua trăm trượng đao khí cho lau bay ra đi ở giữa không trung không nhìn được liên tục thổ huyết sắc mặt nhất thời trở nên sát bạch một mảnh một bên thổ huyết một bên nhổ nước bọt giời ạ à, quan nhị ca đây là bậc hát đi vẹn vẹn bị hắn đao khí lau tới đã bị quét bay ra ngoài nếu là thật bị chính diện chém trúng hôm nay mình tuyệt đối bàn giao ở đây thế giới này quả nhiên là không bình thường không phải là trong trí nhớ mình đông hán mạc niên hoặc là nói là lịch sử ghi chép trên đông hán mạc niên mà là một cái huyền huyển bản hoặc là nói là thần thoại bản đông hán mạc niên không phải vậy nhị ca mạnh nữa hắn cũng không thể chém ra trăm trường đao khí đi nếu trong lịch sử nhị ca thật như vậy mãnh liệt trăm vạn đại quân cũng không đủ hắn chém vào a à lưu đại nhĩ đã sớm nhất thống toàn quốc còn có tào tháo tôn quyền chuyện gì a à? ta thật sự là rất khó khăn mặc cái càng vốn tưởng rằng có thể hổ khu chấn động Mảnh tướng mưu thần tranh nhau quỳ bái kết quả đây trực tiếp bị dạy làm người cái này nhưng đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi a à? là lưu nguyên là một người xuyên việt thân phận chính là U châu hoàng cân quân bên trong một thành viên mà hắn người lãnh đạo trực tiếp chính là trình viễn chí cùng đặng mậu nghĩ tới đây Lưu Nguyên không khỏi lại muốn nhổ nước bọt, thế giới này thật quỷ dị, không chỉ có võ lực siêu phàm, liền ngay cả diễn nghĩa bên trong nhân vật cũng ra trận, thật sự là một cái món thập cẩm. Cái này trình viễn chí cùng đặng mậu chính là diễn nghĩa hồi thứ nhất bên trong bị lưu quan trương cho chém nước tương đảng. Bất quá, tuyệt đối không nên cho rằng bị người là nước tương đảng sẽ không lợi hại. Liền lưu nguyên mấy ngày nay quan sát cùng với từ người bên ngoài nơi đó hỏi thăm tin tức xem, Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu đều là nhập phẩm cao thủ, hơn nữa còn là thất phẩm cao thủ, tuy nhiên trăm trượng đao khí không phát ra được, thế nhưng mười trượng đao khí vẫn là có thể, treo lên đánh lưu nguyên loại này đi vào phẩm cặn bã lại thêm như ăn cơm uống nước đồng dạng ung dung. Tu Vi chỉ cần nhập phẩm, ở khăn vàng bên trong ít nhất có thể làm một cái bách phu trưởng, nếu như số may, thiên phu trưởng cũng không phải là không thể. Mà Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu thế nhưng là thống lĩnh năm vạn đại quân. Chỉ bất quá lúc này năm vạn đại quân từ lâu là đám phách mất sạch, sói chạy trĩ bất chợt tới. Lưu Nguyên một bên tại không trung bay bay, một bên thổ huyết, một bên còn muốn điều chỉnh thân thể mình, miễn cho đụng vào cái gì đau thương bên trên đem mình cho đâm chết. Thế nhưng tóm lại là bị bị người đánh bay, như thế nào đi nữa điều chỉnh thân thể, Lưu Nguyên hay là đụng vào một cái đồ vật bên trên. Thứ này chính là một tòa pho tượng, mỗi một con hoàng cân quân trung đẩu sẽ có như thế một cái pho tượng, có làm bằng gỗ, có làm bằng đá, thậm chí còn có kim loại chế, pho tượng kia tên là Hoàng Cân Lực Sĩ tượng, có người nói có thần bí khó lường uy năng, thời khắc mấu chốt có thể xoay chuyển cục diện, chỉ bất quá bình thường đều có người thủ hộ, người bình thường là tiếp xúc không tới. Chỉ bất quá lúc này, trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng, thủ hộ thần giống người sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu, tự nhiên sẽ không có người ngăn cản Lưu Nguyên va chạm cái này tượng thần, Lưu Nguyên cái này va chạm, va một cái chắc chắn lại không nhịn được nôn mấy ngụm máu tươi, trên mặt lại liếc mấy phần, hầu như không có huyết sắc. Hơn nữa, còn bị pho tượng kia đàn hồi trở lại, rơi vào hỗn loạn chạy trốn đám người bên trong, lại bị giảm mấy đá, đau lưu nguyên co rút mãi. Lưu nguyên lúc này liền nhổ nước bọt khí lực đều không có, tạng phủ bên trong nóng rát đau, toàn thân như khủy xuống giống như vậy, động đậy cũng lao lực. Vì lẽ đó, lưu nguyên đơn giản trực tiếp nằm thi. Mặc cho số phận đi, tốt nhất đem mình làm tìm đường chết thi, sẽ không tới bổ đau, như vậy có thể mình có thể thoát được một mạng. Nếu Lưu Đại Nhĩ thật làm tuyệt, dặn dò binh lính thủ hạ lần lượt từng cái bổ đau, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Bất quá, Lưu Đại Nhĩ lúc này lãnh binh chỉ có 500, binh lực không phải là rất đủ, còn muốn truy sát những cái hoàng cân quân, không có khả năng lắm phân ra binh lực đến bổ đao, chính mình sinh hoàng hy vọng hay là không nhỏ. Chỉ bất quá, loại này vận mệnh nằm trong nhân thủ cảm giác thật rất đồ phá hoại a à. hơn nữa cái này hoàng cân quân bên trong tuyệt đại đa số đều là một ít sống không nổi dân chúng cứ như vậy bị tàn sát lưu nguyên trong lòng rất cảm giác khó chịu dù sao không xuyên qua trước lưu nguyên chính là một cái phổ thông bình dân tương đồng tâm quấy phá a à. lưu nguyên nghĩ tới đây không khỏi cười nhạo một hồi chính mình cũng chết nhanh rõ ràng còn có lòng thanh thản đi bận tâm người khác chẳng lẽ chính mình thật là có làm thánh nhân tìm chất a à? Lưu Nguyên như thế như vậy tự dễu. Đang lúc này, một đạo cơ giới thanh âm ở Lưu Nguyên bên tai vang lên. Chúc mừng Túc Chủ, kích hoạt đánh dấu hệ thống, đo lường trước mặt vị trí, phù hợp đánh dấu điều kiện, Túc Chủ có thể tiến hành hôm nay đánh dấu. Đây là ta ngón tay vàng. Đánh dấu. Hệ thống. Chẳng lẽ nói ta xuyên việc phúc lợi đến. Nghĩ tới đây, Lưu Nguyên trong lòng sinh ra một tia mừng rỡ thử thăm dò ở trong lòng hỏi một câu nhất định phải ở đây có thể đánh dấu à phù hợp điều kiện địa phương cũng có thể đánh dấu lưu nguyên nhất thời cảm thấy hệ thống này có chút năng lực kém cái gì gọi là phù hợp điều kiện chính là có đạo tắc địa phương chính là phù hợp điều kiện địa phương lưu nguyên nghe vậy ước tính minh bạch hẳn là chính mình đụng tới cái này hoàn cân lực sĩ pho tượng cho nên mới kích hoạt hệ thống xem ra pho tượng kia quả thật có chút đồ vật lại có đạo tắc tồn tại vậy ta một ngày có thể đánh dấu mấy lần? Một ngày chỉ có thể đánh dấu một lần, bất quá có địa phương có thể nhiều lần đánh dấu, minh bạch, đạo tắc mạnh địa phương có thể nhiều lần đánh dấu, đạo tắc cạn một lần liền chơi xong. Ước tính làm minh bạch hệ thống, Lưu Nguyên trực tiếp mở ra đánh dấu. Lúc này chính là sinh tử thời khắc nguy cấp, lúc này không đánh dấu còn đợi lúc nào a? À, khó nói chờ người khác đem mình giẫm chết hoặc là bị Lưu Đại Nhĩ bổ đau à. Hệ thống, cho ta đánh dấu len ken, túc chủ đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được lực sĩ triện, lực sĩ triện. Đây là cái gì ngoạn ý? Hệ thống tự hồ phát giác lưu nguyên tâm tư, trực tiếp đưa ra giải thích. Lực sĩ triện, chính là cửu thiên sắc phủ chữ triện, có thể triệu hoán hoàng cân lực sĩ. Chú ngữ Linh bảo phù ấn, cửu thiên sắc triện, hoàng cân lực sĩ, gọi đến. Trước mặt đẳng cấp là nhất cấp, có thể thăng cấp, vừa có thể triệu hoán một cái hoàng cân lực sĩ, cũng có thể dùng chính mình biến thành hoàng cân lực sĩ, chờ chút. Hoàng cân lực sĩ. Cái này không phải là loại kia vạn tuế đánh đấm giả bộ, chuyên môn cho lão đại chân chạy vai quần chúng đảng a. Đây là liền tên cũng không xứng có hàng sắc a, ngươi liền cho ta một cái cái này. Hệ thống, ngươi có phải hay không đối với hoàng cân lực sĩ có cái gì hiểu lầm? Hệ thống phản phất lại phát giác lưu nguyên tâm tư, cơ giới thanh âm nói thẳng. Hoàng cân lực sĩ, không chỉ có thân thể cứng rắn, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa lực lớn vô cùng, lại thêm tốc độ nhanh vô cùng, tuy nhiên địa vị không cao, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, cao cấp hoàng cân lực sĩ không thể sau một ít tiên nhân thực lực nhỏ yếu, còn túc chủ bày ngay ngắn tâm tính. Thì ra là thế này a, à, lưu nguyên gật gù, vừa nghĩ cũng thế, muốn cái kia phong thần diễn nghĩa bên trong, có hoàng cân lực sĩ thậm chí có thể thay thái thượng cầm càng không độ đem vân tiêu nương nương ép hướng về kỳ lân nha dưới. Nếu như thực lực không mạnh Có thể nào cầm được lên Thái Thượng càng không độ đâu Lưu Nguyên chính suy tư đây Đột nhiên một cái chân to hướng về Lưu Nguyên giảm đến Xem mặt kia bàn lớn nhỏ chân Bị hàng này giảm một hồi Mình tuyệt đối muốn hưởng thụ một địa phủ vẫy vùng phần món ăn a. À. Lưu Nguyên nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ lung tung Trực tiếp mặc niệm Linh Bảo Phù Ấn Cửu Thiên sắc Triện Hoàng Cân Lực Sĩ Gọi đến Sau một khắc giữa không trung một đạo quang mang hạ xuống, hoàng quang đột ngột tránh lóe lên. Cùng lúc đó, bên tai tựa hồ vang lên một trận vang dội thanh âm, mênh mông cuồng cuồng. Một khi để tâm cẩn thận đi nghe, rồi lại cái gì cũng không nghe thấy. Lại đến, lại là một trận hoàng quang lóng lánh không ngừng. Chốc lát về sau vừa mới thu lại, sau đó liền cũng lại không có chút nào động tĩnh. Lúc này lại nhìn lưu nguyên, lúc này lưu nguyên cũng không tiếp tục là nguyên bản cái kia thân hình thiếu niên yếu đuối quanh thân bắp thịt mạnh mẽ tuy nhiên tướng mạo cũng không có cái gì thay đổi thế nhưng nhất thời cả người khí thế cũng cảm giác không giống nhau uy mảnh bưu hãn rất nhiều hơn nữa quanh thân trang phục cũng thay đổi thành một mảnh vải vàng chặt chẽ bao vây lấy lộ cánh tay lộ chân cũng nói không ra cái là cái gì trang phục làm sao ước lượng lượng xem cũng hơi có chút ngoài núi giả nhân hương vị ở bên trong hào giả buông thả chính là hoàng cân lực sĩ hình tượng nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả